Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Quỳnh Tuyên Quang của em. Thì hôm nay em Quỳnh lên cho anh em nhà mình lô mi mộc. Chim rất là đẹp, bóng bộ ok và bản đuôi to đẹp lắm anh em ạ. Đấy, chim này thì khoảng 2 tháng lồng rồi nên anh em yên tâm, về thuần hóa nó cũng rất là dễ và ok thôi. Em mời anh em nhà mình cùng thẩm những chú chim họa mi trên kênh Quỳnh Tuyên Quang của em nhé. Đấy, anh em nhà mình bác nào đang thích mộc mà muốn sưu tầm thì anh em có thể alo cho em Quỳnh qua số điện thoại là 0979839386899 anh em nhé. Với em mộc này thì em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình giá 1.600.000. Mỏ mỏng này. Mỏ khá là vàng anh em nhá. Chân móng mỏ ok, chim không tật lỗi gì. Chim đã biết sang lồng tắm các thứ thì dễ rồi, đơn giản rồi. Ăn cám ngon lành cành đào lắm rồi các bạn. Khoảng 2 đến 3 tháng lồng rồi. Sắp thành mộc dở đến nơi rồi, bản đuôi rất là to đẹp nhá. Mở đầu video em chia sẻ cho anh em giá rất là yêu thương để cho anh em nhà mình về chơi. Chia sẻ em đầu tiên trên video cho anh em nghệ nhân nhé. Các anh các bác nhà mình nếu mà muốn sưu tầm mi mộc về chơi nghe hot, hay anh em có thể nuôi thả AV, nuôi ghép AV để ghép sinh sản thì cũng rất là tuyệt vời luôn ạ. Đấy. Em đầu tiên em chia sẻ cho anh em giá 1.600.000 nhé các bác nhé. Bản đuôi to đẹp dày. Rồi lúc nào em cũng thấy 2-3 đầu ngón tay rất là to, rất là đẹp luôn đấy anh em ạ. Nói chung là em bán chim thì chuẩn trống 100% và chim đã hot rồi. Nên anh em nghệ nhân thì mình yên tâm nhé. Các bác về chỉ gắn chơi thôi, chăm và chơi thôi anh em ạ. Giờ em sẽ chuyển sang em chim họa mi tiếp theo để cho anh em nhà mình lựa anh nhé. Tiếp tục em lên với cả nhà mình em chim họa mi mộc số 2 để cho anh em lựa nhé. Đây em chim mộc này cũng rất là nhanh nhẹn này. Đây, mời anh em cùng xem đầu mặt móng mỏ của em nó nhé. Em zoom gần một chút để cho các bác tiện quan sát. Anh giai nào mà bố kết em chim số 2 này thì alo cho em để em ship cho anh em nhé. Mắt xanh rất là đẹp luôn anh em ạ. Chân móng mỏ sáng màu nhé. Mỏ vàng chân hồng. Em ở Tuyên Quang, anh em ở đâu thì anh em chỉ cần cho em địa chỉ để em ship cho các bác nhé. Đấy, nếu như ở gần thì anh em có thể qua nhà bắt, còn không thì anh em chuyển cọc giúp em. Xong rồi em gửi chim, nhận chim anh em thanh toán nốt giúp em ạ. Hiện tại thì em Quỳnh có cả mi mộc, khiếu mộc. Rồi các loại thức ăn cho chim như là chim khiếu này, trào màu, mi. Đấy, em có đầy đủ các loại cám, chè than, chè lửa có hết nhé. Anh em có thể ủng hộ em Quỳnh bằng cách liên hệ qua số điện thoại của em là 0983 936 899. Hoặc là Zalo em cũng dùng số đó luôn anh em nhé. Đấy, rất là mong được anh em mọi miền tổ quốc ủng hộ và yêu thương để ủng hộ các sản phẩm bên em Quỳnh Tuyên Quang các bác nhé. Em chim rất là ok đấy anh em ạ. Chim thì cũng đã hot rồi nên anh em yên tâm về anh em chăm thêm. Hột rũa nó thêm thôi là thành những chú chim họa mi thuần rất là ok để cho anh em nhà mình chơi đấy ạ. Em này thì cũng khá là dễ chơi, dễ hot bởi vì ở đây em để trong hộc mà em làm lên quanh đây là cũng thấy lai dai hot rồi. Rất là dễ chơi, dễ chăm luôn các bác ạ. Giờ em sẽ chuyển sang em mi mộc tiếp theo để cho anh em lựa nhá, cho anh em có nhiều sự lựa chọn. Em Quỳnh tiếp tục lên cho cả nhà em chim số 3 nhá. Một em mi mộc số 3 này, người khá là dài, dáng chim cao dài anh em có thể nhìn thấy. So với chiếc hộc em chim họa mi này đứng đúng không ạ? Chật hộc luôn đấy các bác ạ. Đây, mời anh em nhé. Nói chung là hôm nay em Quỳnh chia sẻ giá rất là yêu thương để cho anh em nhà mình về chăm về chơi nhé. 1.500.000 cho em chim số 3 này các bác nhá, các anh nhá. Đấy, chim rất là nhanh luôn. Đầu mặt bóng bộ đẹp, họa nét căng, họa dài, mỏ mỏng. Nói chung là đầu bằng những em chim này thì rất là mau mồm mau miệng. Anh em về nuôi hot thì không phải nghĩ luôn các bác nhá. Em đi ở Tuyên Quang và có ship toàn quốc thì chỉ cần cả nhà ủng hộ thôi. Các anh ở đâu thì cứ liên hệ qua cho em để em tìm xe hoặc là tìm tàu gì đó thì em sẽ gửi cho anh em nhà mình nhé. Giao lưu toàn quốc thoải mái vô tư luôn cả nhà mình ạ. Chim này thì cũng cám cứng ngon lành cành đào hết rồi. Về anh em nhà mình chỉ rắn sẵn chăm, sẵn đổ cám, đổ nước vào và chăm thêm. Rồi là anh em thuần hóa em nó thôi. Đấy, ngoài ra thì chim đã ăn cám cứng rồi, ăn sâu, ăn dế thoải mái vô tư rồi. Anh em cái này về không cần tập nữa các bác nhé. Sang lồng tắm, lồng các thứ là nó cũng biết sang rồi. Bởi vì em đã nuôi hàng này nó khoảng 2-3 tháng rồi. Nên là anh em nhà mình cứ yên tâm thôi ạ.
À, em mời anh em nhà mình nhá, nói chung là những chú chim họa mi mộc như này là những chú chim mộc tố chất và tuyển chọn rồi, anh em yên tâm. Ở nhà em đã hót toàn bộ rồi. Đấy, hót lai dài rồi nha anh em nhá. Về anh em chăm thêm thì chim nó sẽ hót hay, hót dài và hót bài bản hơn. Nhưng mà đây là hàng mộc và về em để không vậy, không có thời gian chăm bẵm gì cả. Đây là chim nó chỉ hót kiểu lai dài thôi. Bác nào mà có mái ghép vào cho những em này thì đúng rồi. Bởi vì đây toàn những chú chim mau mỏ thôi anh em ạ. Giờ thì em Quỳnh sẽ chuyển sang em họa mi mộc số 4 trong video clip này để cho anh em lựa tiếp nhé. Đây là em chim mi mộc số 4 trong clip nhá các bác ơi. Em mi mộc này em zoom gần để cho cả nhà mình tiện quan sát em nó này. Chim khá là già rừng này. Chân rất là khô luôn anh em ạ. Em này thì tĩnh chim, chim già rừng. Lông màu vàng nâu. Mỏ có một vết hơi xước một chút, chắc là do em nó đâm hộc nha các bác nhé. Chim mộc thì không tránh được đâu, nói chung là hàng mộc. Không đâm, không trồ vào hộc thì nó không phải là mộc rồi đúng không các bác? Em này thì đuôi rất là dài, thân dài, người dài. Một chú chim rất là hay, đẹp luôn. Đó, em mời cả nhà cùng theo dõi em chim họa mi này nhé. Cảm thấy hợp nhãn ưng với anh em chơi hót hay chơi chiến gì thì anh em hướng nghiệp, bởi vì đây là chim sạch 100%. Chưa qua tay người chơi, chưa qua tay khai thác ai cả. Con chim bắt ở rừng ở bản như nào về em chỉ thuần hóa vào cám thôi, sau đó chia sẻ cho anh em nhà mình. Còn về anh em tự hướng nghiệp theo cái nhu cầu và sở thích của anh em nhé. Để cho các em nó thành tài hết được không ạ? Đấy, ngoài ra thì nhà em Quỳnh có cả khiếu mộc này. Đấy, hót rất là nhiều, khiếu hót rất là nhiều luôn. Đấy, mi mộc, khiếu mộc, các loại thức ăn cho chim cảnh như là chim mi, chim mào, chim khiếu, chim chòe than, chòe lửa, nước tắm, rồi là khoáng, vitamin. Bên em có cả, anh em có thể liên hệ qua để ủng hộ em Quỳnh nhé. Số điện thoại của em là 0983 936 899. Em ở Tuyên Quang và cũng có ship toàn quốc, nên các anh cứ ở đâu thì ủng hộ em thì cho em địa chỉ để em ship hàng cho anh em thôi. Đơn giản lắm các bạn ạ. Mua chim thì anh em cần cọc trước nhé. Một là anh em tin tưởng nên anh em chuyển khoản hết, không để anh em cọc cho em Quỳnh một nửa số tiền chim hoặc 500.000. Nhận chim thanh toán nốt đều ok. Vậy là clip này em đã lên được 4 chú họa mi cho anh em rồi. Chắc là em xin phép dừng clip hôm nay tại đây đây. Cảm ơn tất cả anh em nghệ nhân đã theo dõi video Quỳnh Tuyên Quang, video của em Quỳnh Tuyên Quang nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye bye mọi người.